Hello anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhé. Các bác ơi, hôm nay em đang có ba chú chim họa mi này này, các bạn này. Ba chú chim họa mi này là cứ mỗi một lô em bắt về 10 con ấy, hoặc là một lô vài con ấy, thì nó một trong đấy có một vài con nó yếu lửa anh em. Nhưng mà thật sự anh em là em không có thời gian để chăm sóc những chú chim này, nên em sẽ lên chia sẻ với anh em những chú chim này có nhá. Đây là những chú chim mà hoàn toàn khi mà dí mái và là có điện anh em nhé. Ví dụ như một chú chim này là chú chim rất là thuần anh em nhé, rất là thuần luôn, nhưng mà thật sự anh em nó hơi yếu lửa một chút. Nếu mà bây giờ dí mái vào thì nó vẫn búng cánh, và khi mà em treo ra những cái chơi lơi thoáng đãng ấy thì nó vẫn hot anh em nhé, nó vẫn hot. Thì hôm nay em sẽ lên em thanh lý cho anh em ba em họa mi này, bảo hành cho anh em là ba em họa mi này là chuẩn trống nhá. Chim nói chung là không tật lỗi gì, và cái thứ hai đó là những chú chim này em chỉ thanh lý với giá bằng giá như chú chim mộc thôi. Anh em nếu mà mua thì anh em nhanh tay gọi điện cho em nhé, theo số điện thoại là 0974648999. Thực ra là những cái chú chim họa mi này thì em bán cho anh em giá rất là hợp lý rồi, nên anh em nào gọi muộn thì anh em thông cảm nhé, thì sẽ không còn hàng đâu. Anh em biết là em bán chim nó nhanh như thế nào rồi đấy, có rất là nhiều anh em biết đúng không ạ. Thì bây giờ em sẽ quay chi tiết từng con một nhé. Ví dụ như là em sẽ quay con này là con số em đọc nhá, ở đây có 3 con, nếu nó quay là 1, 2, 3 các bác nhá. Và bây giờ em sẽ cầm điện thoại và em quay trực tiếp cho anh em xem nha anh em nhé. Đây các bác nhá, đây là em họa mi mang mã số 01 này qua này. Em họa mi này thì thuần khoảng tầm 80-85% rồi các bác nhá. Em đang ngồi cách chim khoảng tầm 1m anh em ạ, và quay bằng điện thoại cho anh em xem nhá. Con chim rất là tĩnh luôn anh em ơi. Em bảo hành cho anh em là chim này về anh em treo cho chỗ thoáng đãng nhá, thì chắc chắn 100% là con chim sẽ hot nhá. Đấy, bảo hành cho anh em nó hot luôn, chứ em không ngại gì cả anh em ạ. Bởi vì những chú chim này em mua rất là cao tiền, nhưng mà về không may thì nó bị đè nhau. Nhà em rất là nhiều chim anh em ạ. Em này em thanh lý cho anh em là 1.700.000 các bác nhá. Mỏ vàng đó các bác nhá. Rất là ok luôn các bác. Em vừa cho tắm xong anh em ạ, lồng nước sạch sẽ nguyên này. Đó, đây là cả ba con thì vừa tắm xong anh em nhá. Đấy, con này giao lưu với anh em là 1.700.000. Anh em nào mà thích em họ mi này thì alo cho em nhá. Con này thì chim khoảng tầm gần 25 lồng rồi các bác, hơn 15 lồng rồi. Đấy, bóng bộ đẹp, dáng dấp ok các bác nhá. Đuôi lá vả. Đấy, đuôi lá vả nhá. Đấy, em đuổi con chim lên cầu nhá. Đuôi lá vả nhá, cứ đuổi mạnh tay vào, chim thuần mà nói gì. Đó anh em nhá. Quay rất chi tiết cho anh em xem nhá. Nó chỉ bằng một con mộc thôi anh em ạ, con mộc đẹp thôi. Con chim này về nhà anh em nào chơi luôn, nó không bị sổ lồng hay là sổ đầu gì cả. Anh em yên tâm nhá anh em nhá. Mỏ vàng này, đó. Chân cành đào nhá. Nói chung là cái giá này anh em mua về ấy, anh em chăm tốt ấy, chỉ vòng một, nếu mà về nhà anh em mà nó vắng vắng ấy, cái khi hót ầm ầm luôn, bởi vì nó đang bị đè chim ở đây anh em ạ. Khi mua ở trên bản thì nó cũng rất là căng nha các bác nhá. Mua trên bản nó rất là căng, nhưng mà về nhà mình nó không may nó bị như vậy thì nó rất là khó anh em ạ. Con này họa đẹp nét các bác nhá. Đấy, 1.700.000 em này nhá. Chim thuần bằng giá chim mộc anh em nhé. Chim mộc anh em về anh em nuôi á, có khi cả tháng trời nó mới mở mỏ, nhưng mà đảm bảo anh em con chim này về anh em treo xuống tĩnh là con chim sẽ hot anh em nhé. Và bây giờ sẽ qua họa mi số 1 này và bước họa mi số 2 nhé. Bỏ nó đánh dấu rồi nhé. Đây em họa mi số 2 này anh em ơi, cho dịch vào đây. Đó, đây là em họa mi số 2 các bác nhé. Đây là em họa mi số 2 này các bạn này. Con thanh lý lấy tiền không phải là vợ khác. Con này thì đây các bác nhìn này, đẹp chưa? Đây, đẹp chưa anh em, con này đẹp chưa? Con chim này nhìn mắt nó láo chưa anh em ơi. Đó. Đấy, anh em nhá. Đấy, con chim này là em cũng giao lưu với anh em là 1.700.000 nhá. Nhưng con này mặt miếng nó rất là ghê này anh em này. Đẹp không anh em, con chim này đẹp không? Chim không tật lỗi nha anh em nhá.
em xì vào mồm anh em nhé. Rồi, tiếp tục em qua em họa mi số 2 và đến họa mi số 3 nhé. Ủa con họa mi số 2 rồi. Đấy, em họa mi số 3 kìa anh em này. Họa mi số 3 là em họa mi thuần nhất trong cái lô ngày hôm nay nhé các bác nhé. Rất là thuần anh em ạ. Đấy, họa mi số 3 đây. Đây, con này đẹp chưa? Thuần đét anh em nhé. Không phải thuần đét đâu, nhưng nó thuần khoảng tầm hơn 90% rồi anh em ạ. Lông lá đẹp nguyên. Con này thì đẹp này. Con này em bán nhỉnh hơn với so con kia là 100.000 thôi nhá. Thì con này lấy là 1.800.000 thôi nhá. Con này đẹp này. Họa nét đẹp. Đẹp thế. Thật sự thanh lý rất là tiếc anh em ạ. Nhưng mà nhà em nhiều chim quá, không có người chăm. Mà thi thoảng chim mới nó về ấy. Đấy. Loại này phải treo lên nó mới hot anh em ơi. Nhưng nó hot một vài câu nó rất là lười quay anh em ạ. Thật sự để quay trực tiếp luôn cho anh em như này nhá. Anh em nào bố kết em họ mi nào thì alo cho em nhá. Số điện thoại của em là 0974648999 anh em nhá. Đó, bảo hành anh em mọi tật lỗi, ngoái ngửa, khàn khê các kiểu anh em nhá. Anh lý để lấy lồng để nuôi nhốt anh em ạ. Rồi em xin chào tất cả anh em nhá. Hẹn gặp lại anh em những clip sau nhá. Bye bye tất cả mọi người.